có bạn hỏi với mình rằng có bao nhiêu công nghệ sạc nhanh hiện tại trên thị trường. Công nghệ nhất nó là công nghệ Quick Change 3.0 là hỗ trợ từ cái giải điện áp từ 3.6 đến 12V. Thì cái này là sạc với là tốc độ là hiện tại là cái trung bình là khoảng tầm 15W. Còn cái Quick Change 2.0 là công nghệ tương đối cũ, áp dụng cho các máy đời cũ. Và thứ hai là công nghệ sạc mới là BD sạc, sử dụng công nghệ sạc BD bắt buộc các bạn phải sử dụng cổng Type-C để hỗ trợ, và nó hỗ trợ các cái đời máy đời mới nhất và mới ra. Tiếp theo là công nghệ sạc VOOC của Oppo đang nghiên cứu. Công nghệ này đang dẫn đầu thị trường sạc hiện tại, lên đến khoảng tầm 150W, nhưng mà sẽ sớm bị xoán ngôi bởi công nghệ sạc BD. Và ngoài ra Oppo đang hướng đến một công nghệ là Super VOOC là lên đến 200W, là hỗ trợ các máy của Oppo. Đấy, công nghệ sạc riêng. Đấy, tất cả các hãng đều tự chế tạo cho mình một chuẩn sạc riêng, và ngoài ra có một chuẩn quốc tế để họ mua về họ lắp ráp vào máy của mình. Và ngoài ra là có hai chuẩn công nghệ mới, công nghệ của Huawei với cả công nghệ của Puma Express của hãng MediaTek. Hai hãng này đang đưa ra cái chuẩn công nghệ mới là từ 20W cho đến 80W, đều công nghệ mới ra, tự các hãng tự nghiên cứu. Vâng, các anh chị em nếu có công nghệ nào thêm bổ sung với mình nhé. Cảm ơn anh chị.